Hiện tại, ở nhiều quán cà phê, nhà hàng, có nhiều thức uống độc, lạ, có lợi cho sức khỏe rất nhiều. Một trong những thức uống bổ ích đó là trà hoa cúc mật ong. Trà hoa cúc mật ong tại nhiều quán cà phê, nhà hàng được pha chế rất cầu kỳ. Hoa cúc được ngâm sạch sẽ, bảo quản tốt, cho vào ấm có thiết kế riêng, bên dưới được đun nóng bởi ngọn lửa không lớn cũng không nhỏ. Vừa tạo được độ nóng theo đúng công thức y học, mật ong được cho vào một tách riêng để khách có thể cho trực tiếp vào tách trà khi pha nước trà hoa cúc. Theo công thức, thì hoa cúc được ngâm trong nước sôi vừa vừa chừng 5 phút. Khi trà nguội dần thì pha thêm 2 thìa mật ong vào đó là có thể uống. Theo các nghiên cứu y học, trà hoa cúc mật ong có nhiều điều lợi cho sức khỏe. Nếu uống thường xuyên, cụ thể trà hoa cúc mật ong có thể giảm bớt sự lo lắng, giải quyết được các vấn đề mất ngủ thường xuyên, chống cảm lạnh, làm dịu dạ dày, tốt cho làn da, hạn chế được phần nào căn bệnh tiểu đường nặng, chăm sóc sức khỏe răng miệng và đặc biệt là ngăn ngừa các bệnh về ung thư. Được biết, khi uống trà hoa cúc mật ong, ban đầu là vị đắng đắng lan tỏa khắp miệng, nhưng sau đó xuất hiện một vị ngọt lịm kéo dài. Không có đủ bản lĩnh để bảo vệ chuyện đó, nhưng em nghĩ, em nói thật là ngay cái lúc mà lúc Tâm Bảo dư luận mà vẫn còn la, thì bản thân em nhìn cái con rồng của hãng phòng thấy rất xinh nhá, con vàng vàng rồi nhìn cái mặt nó ngáo 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 á.